Hùng xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả cô chú anh chị đã luôn yêu mến và ủng hộ cho Hùng ạ. Dạ thưa cô chú anh chị thân mến, hôm nay Hùng xin giới thiệu đến cô chú anh chị hai lô đất nằm liền kề với nhau ngay tại dự án khu đô thị Mivico Nha Trang. Hiện tại ở đây tỷ lệ lấp đầy người dân về đây là tầm khoảng là 70%. Và ở đây có những căn nhà mà người ta xây lên rất là khang trang và rất là đẹp. Và đây nằm đối diện với con đường Hoàng Diệu và dự án Sunshine Marina. Cách chỗ này tầm khoảng là 500 mét thôi. Và đi thẳng con đường xuống dưới kia một xíu nữa là chúng ta tới ngay chỗ bệnh viện Vinmed. Lô đất của Hùng là lô bên đây. Lô từ vị trí này. Và lô bên đây. Đây là đất ở đô thị và dự án trong khu đô thị. Lô đất có diện tích là ngang 5, dài 18. Mỗi lô có diện tích là 90 mét. Đặt từ vị trí cái cột đây. Đây là một cột mốc đây, qua bên đến bên ngay tại đây. Đó là ngang 5. Đó, từ đây qua bên cái cột mốc bên đây. Ngang 5. Và một lô. Và từ vị trí cột bên đây qua đến cái bức tường bên đây nữa là hai lô. Ra sau tới cái nhà đằng kia, tới bức tường kia là chúng ta được 18 mét. Đó, tổng diện tích là 90 mét cho mỗi lô. Giá của ở đây thì là giá rẻ, tầm giá đây là 33 triệu. Hiện tại xung quanh kia là giá tầm khoảng 37-38 triệu một mét, nhưng mà riêng hai lô này thì giá chỉ có 33 triệu thôi. Và bên đây có cái căn nhà liền kề đang xây rất là đẹp. Đó. Đó, xin giới thiệu cho cô chú bên kề cái lô đất bên Hùng giới thiệu đây thì có một căn nhà xây như thế này rất là đẹp luôn. Đó. Và đường hiện trạng của cái lô đất này thì nó là một con đường rải nhựa tầm khoảng là 10 mét. Đây. Đi thẳng xuống kia là kho xăng dầu và bệnh viện Vinmed luôn cô chú anh chị ạ. Chúng ta đi ra kia một xíu là tới ngay đường Hoàng Diệu. Và hứa hẹn nơi đây khi mà dân số về đây ở đông thì giá đất nơi đây chắc chắn sẽ tăng và phát triển hơn nữa. Ở đây tương lai sẽ phát triển. Và xin giới thiệu với cô chú anh chị bên kia có trường. Trường đây là cái trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân. Khi mà con em chúng ta ở đây thì có thể qua bên trường kia học. Nó sẽ rất là gần ạ. Đây nó được gần trung tâm Nha Trang. Thì đây cũng sẽ là một nơi mà để nhiều cô chú anh chị. Và cũng là một sự lựa chọn cho họ. Bởi vì nó gần trung tâm Nha Trang thì chúng ta dễ buôn bán, làm ăn, làm việc, đi lại rồi rất thuận tiện. Đó. Thì đến đây Hùng xin kết thúc cái clip giới thiệu hai cái lô đất ngang 5 dài 18 nha. Cô chú anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với Hùng qua số điện thoại là 0967 269 585 hoặc là Zalo 0967 269 585 hoặc là Viber 0967 269 585. Đây thì nếu mà giá này là giá để cho mình mua đầu tư tầm khoảng 3 năm. Với mục tiêu đầu tư là tầm khoảng 3 năm là chúng ta bán chắc chắn sẽ có lời. Ít nhất là phải 3 năm. Cảm ơn cô chú anh chị đã yêu mến và ủng hộ cho Hùng. Cô chú anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ Hùng nha. Chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye.